đó là một bản tiếng Việt, bản Pali chính kinh và bản Pali chú giải. Đó, tôi xin ba cái đó. Rồi bản tiếng Việt xong rồi, rồi bản Pali chính kinh, rồi bản Pali chú giải. Sướng quá, bây giờ trong room mà có mấy cái tay ớt vậy là sang quá, phải nói quá sang. Ớt này nghèo, đáng được trong room là hỗ trợ để cho họ đừng có bỏ room. Đấy, nói thì cứ tưởng là chắc tôi có ăn commission thứ ba đó. Nó đờ nó nhiều khi nó cũng khổ lắm, vân vân. Để mình nói bậy chúng chữ, mình nhiều khi mình tốt bụng chúng nó cũng về biểu mình là ok. Thiếu rồi, là mai mốt bỏ. Không, đúng là nó cần cái phần kệ đó, cái phần kệ nó mới cần. Nhưng mà nói vậy đôi khi, để khi cái phần kia cũng cần. Rồi cái phần tiếng Việt, phần tiếng Việt tôi cho xin những phần chú giải. Bản tiếng Việt tôi nói trước, cái chữ cho gì, tiếng Pali nó là cái tựa kinh là gì? Kinh Đà Bà là cho gì. Thì có người đến hỏi Đức Phật, cho nên là khuyết danh nghe. Có người đến hỏi Đức Phật đó, ai trong đời này cũng cần có sức mạnh hết, sức khỏe. Ai trong đời này cũng cần có nhan sắc. Ai trong đời này cũng cần cái sự thoải mái hạnh phúc. Ai trong đời này cũng cần có ánh sáng, cũng cần có cái khả năng nghe nhìn hết. Nhưng mà nó khổ một chỗ, mình muốn có được những cái đó thì mình phải làm sao? Cái ý kinh là hiểu như vậy. Trong chánh kinh thì chỉ nói đơn giản, cho gì là cho lực. Cái đã không? Chỗ nào là dưới lực cái mệt thì chứ. Cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc. Thì bây giờ mình phải diễn dịch ra như vậy. Nghĩa là ai trên đời này cũng cần có sức khỏe, nhưng mà bây giờ mình bố thí cái gì để được sức khỏe đây? Đó. Ai trên đời này cũng cần có nhan sắc, nói cho nó được chút. Nhưng mà bây giờ mình bố thí cái gì để mai mốt mình có nhan sắc đây? Đấy. Rồi ai trên đời này cũng cần cái sự an lạc hạnh phúc, nhưng mà mình cho cái gì để mà mốt được an lạc hạnh phúc đây? Ai trên đời này cũng cần có mắt tai mũi họng cho nó đàng hoàng, nhưng mà bây giờ đó thì mình cho cái gì đây để mình được cái đó? Rồi cho cái gì mà mình cho mọi, cho ít mà mình được nhiều, tức là cho gì cho tất cả. Kinh đã đồ ba đồ một tí, cho cái gì mà được gọi là mình bố thí cái gì, hoặc là dịch cách khác, bố thí cái gì mà được gọi là bố thí sức khỏe, bố thí cái gì được gọi là bố thí nhan sắc, bố thí cái gì được gọi là bố thí niềm vui, bố thí cái gì được gọi là bố thí cặp mắt, mà bố thí cái gì là bố thí tất cả. Thì Đức Phật ngài mới, tôi xin nói rõ nha, tôi xin nhắc lại chỗ này, bà con làm ơn nhớ dùm cái câu này, nó vô cùng quan trọng, mà nó khổ một chỗ là cái người của mình ấy. Cái gì mà mình thấy nó thường ấy, thì mình cho nó là bình thường. Mà cái gì nó bình thường ấy, cái mình diễn nó ra thành tầm thường. Mà cái gì tầm thường thì mắc cái gì mình phải nhớ. Mà tôi xin nói rõ, cái gì mình nghe thường, thấy thường, cái đó nó là bình thường. Nhưng mà cái bình thường nó chưa chắc là tầm thường. Tôi xin hỏi đồng minh, mình có phân biệt được cái bình thường và cái tầm thường không? Cái bình thường là cái normal, còn cái tầm thường là cái chip. Mình hiểu normal như vậy là chip. Cho nên cái gì mình thường thấy, thường nghe đó, mình tưởng là mình thì cho đó là bình thường, đúng, cái đó là mình đã thường thấy, thường nghe, nó là bình thường. Nhưng mà cái bình thường nó chưa chắc đó là tầm thường đâu. Tôi ví dụ, thí dụ như cái chữ hiếu, mình cứ nghe hoài à, 90 triệu, từ 15 tuổi trở lên mà không nghe nói đến chữ hiếu, nó khổ một chỗ là chữ hiếu này nó sâu vô cùng. Chỉ mình cứ tưởng nó là phải là quần là áo lụa, rồi lễ lạc sinh nhật chúc thọ, rồi vàng ngọc trầm hương đầy nhà cho mẹ cho cha, nó gọi là hiếu. Mà thật ra ban đêm đi ngang mà kéo dùm cái màn cho mẹ, đó là hiếu. Thay dùm những bình trà nóng cho cha, đó là hiếu. Có một ngày thấy cha ngồi ngó mong ra ngoài đường mà không có vui, phải hỏi có giúp được cái gì không. Mẹ cũng vậy, đêm trăn trở 2 giờ sáng mình nghe bên giường mẹ còn có tiếng động, phải hỏi mẹ có ok không, đó là hiếu. Chuyện gì ít người để ý, ít người để ý. Ok, ở đây Đức Phật dạy, cho nên ở đây tôi muốn nói, tại sao tôi đang nói lãng đề như vậy là bởi tôi muốn nói rằng cái câu mà tôi cho là quan trọng là thế này.
Có những câu hỏi được Đức Phật Ngài trả lời theo nhiều cách. Đối với A Ngài trả lời khác, mà đối với B Ngài trả lời khác. Không phải là mâu thuẫn, không phải, mà tại vì Ngài nhìn vào cái căn tánh của người ta. Cho nên nhớ những cái câu này cũng rất là quan trọng nha. Bởi vì có nhiều bài kinh mình thấy hình như cũng câu hỏi này mà ở bài kinh khác, thì Đức Phật Ngài trả lời không giống như cái bài kinh này nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Và điều thứ hai nữa là có nhiều người lẽ ra Đức Phật Ngài nói sâu hơn mà không, Ngài nói tới đó là ngưng. Lẽ ra Ngài nói rộng hơn nhưng mà không, Ngài nói tới đó là ngưng. Là vì sao? Là vì cái sức của người ta nó tới đó nó đủ rồi. Mà Đức Phật luôn luôn chính xác, luôn luôn chính xác. Ngài luôn luôn cần và đủ thôi, Ngài không có dư cũng không có thiếu. Dư có nghĩa là có thể bớt, mà thiếu thì có thể thêm. Mà được Đức Phật chánh đẳng giác thì không bao giờ có cái chuyện đó. Cái lời Đức Phật không thể nào, khi mà Ngài đã nói ra cho người ta rồi đó, thì cái lời đó không thể nào có cái gì để bớt, mà cũng không có cái gì để thêm. Cái lời chánh đẳng giác luôn luôn chính xác là vậy đó. Chính xác như là một giọt nước. Một giọt nước chính xác như là một giọt nước vậy đó. Ok. Thì trong trường hợp này đó, thì Ngài mới giải thích thế này. Để, trong trường hợp này thì Ngài mới giải thích thế này. Là cho thức ăn ấy, chính là cho sức, sức khỏe. Bởi vì là theo mình hiểu mà, cho thức ăn là sức khỏe. Và dĩ nhiên là tôi nói là trong trường hợp này thôi. Chứ nếu mà trong trường hợp khác thì có thể là Ngài sẽ nói khác. Thì như Ngài nói là cho thuốc men là cho sức khỏe. Hoặc là mình giúp hoặc là mình giúp đỡ việc tay chân như người khác cũng là cho sức khỏe. Ví dụ như hôm nay mình siêng năng phục vụ thì đời sau sinh ra mình khỏe mạnh, cái chuyện đó là chuyện hợp lý, không có sai. Mình siêng phục vụ giúp đỡ người khác thì đời sau kiếp khác mình sinh ra mình được khỏe mạnh, không có bệnh tật. Và hôm nay mình thương mến chúng sinh khác, mình chăm sóc, mình đối xử tốt với chúng sinh khác, không hành hạ, không giết chóc ai hết thì sinh ra đời sau mình tự nhiên mình được khỏe mạnh thôi. Nó nhiều lý do lắm. Hoặc là thí dụ như một chuyện nhẹ nhàng thôi, là mình chỉ dùng cái sức của mình để mình làm một cái chuyện gì đó mà mang ý nghĩa là hỗ trợ cho chánh pháp. Thí dụ như bây giờ mình biết ngày mai người ta có một cái lễ dân y, mà bữa nay nó là trời nắng chang chang, ai cũng sợ nóng, sợ nực, sợ bị rám nắng, nhưng mà riêng mình thì mình dùng sức để mình khiêng cây, mình che liều, che rạp để ngày mai người ta làm lễ, thì cái chuyện đó đời sau sinh ra là mình được sức khỏe thì nó bình thường vậy hết nha. Cho nên tùy trường hợp, tôi nhắc lại tùy trường hợp mà nói. Thì trong trường hợp này người nhìn vào cái căn tánh, cái khuynh hướng tâm tư của người đối diện mà người nói như vậy. Làm ơn nhớ dùm cái này. Thì trong trường hợp này người nói rằng bố thí thức ăn là cho cái sức khỏe, cho sức mạnh. Rồi cái thứ hai đó là người nói rằng cho cái y phục, đó là cho cái nhan sắc. Thì chúng ta biết rằng là đây chỉ là một trong nhiều, một trong nhiều chứ không phải là tất cả nha. Không phải, tôi cứ nghĩa là cái chuyện mình cho cái y phục nó chỉ là một trong nhiều cái vật mà để mình cho rồi mình được cái nhan sắc ở đời sau. Thí dụ như bây giờ mình chưng hoa cúng Phật, mình dọn dẹp cái chỗ đi lại sinh hoạt của đại chúng, dọn đường, dọn quét sân sạch sẽ cho người ta, thì đời sau cái khác mình sinh ra mình cũng gọn gàng sạch sẽ, ngó dễ coi. Rồi chưa hết, mình sống trong từ tâm, thì đời sau cái khác mình sinh ra mình cũng là người đẹp, có nhan sắc. Trong kinh nói Đức Thế Tôn có cặp mắt rất là đẹp. Đức Phật có cặp mắt rất là đẹp. Ngay cả kẻ thù mình nhìn Ngài đó, họ cũng phải trùng lòng. Cái ánh mắt của Đức Phật đó, cái giọng nói Đức Phật cũng vậy. Giờ cái người ghét Ngài mà họ nghe cũng phải trùng lòng. Mà cái ánh mắt của Đức Phật đó, thì người ta nhìn người ta phải trùng lòng. Là tại sao? Là vì trong nhiều đời đó, Thế Tôn tu cái hạnh từ tâm, không có nhìn người khác bằng sân tâm. Ngài không có liếc ngang, liếc dọc, thấy mất người khác. Cho nên đời này Ngài sinh ra gặp mặt Ngài là đẹp như vậy đó. Cho nên không có nhìn người khác bằng cái ác tâm. Và cũng hoặc là mình muốn có một giọng nói thanh to thì nó có nhiều cách lắm. Một là mình không có nói cái lời ác độc, không có nói lời bằng sân tâm, luôn luôn dùng cái ngôn ngữ của mình để mà đem lại cái sự hòa giải, đoàn kết với người khác. Thì đời sau kiếp khác mình sinh ra tiếng nói mình có uy tín đã đành, mình giọng nói cũng thanh tao. Còn như tôi nghe kiếp này chắc kiếp trước chắc tôi chỉ lộn rồi sao đó. Đời này sinh ra cái giọng của tôi có bị biết không? Tôi rất là sợ coi video của tôi, mà tôi rất là sợ nghe cái bằng giảng của tôi. Người ta đẻ con ra, người ta hay bồng con, người ta nhìn đó. Còn tôi thì sau khi mà tôi giảng xong rồi, tôi không có cái gan mà tôi nghe lại.
Các vị biết tôi sợ đến mức mà sáng sáng mà tôi vô cái đông cái rung việc ta ra ra ba đó, mà tôi nghe người ta mở cái băng của tôi mà tôi rất là khó chịu, tôi chối tay đến mức mà tôi phải đang bận nhưng mà tôi phải giơ tay lên tôi bị tắt đến mức nó thật lòng như vậy. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật trả lời ở đây là tôi nói chỉ trong trường hợp này thôi nha, chỉ trong trường hợp này thôi, tức là cho y phục là cho nhan sắc, cho y phục là cho nhan sắc. Thì trong đây mình giải thích thế này, nhà trong đây mới nói nếu mình không có ăn thì không sống được, đó là lý do tại sao mà cho thức ăn là cho sức khỏe. Trong chú giải mới nói là cho cái y phục cũng vậy, bởi vì Việt Nam có một câu là người đẹp nhờ lụa, biết có việc biết câu này không? Đây trong 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 cái đây có ai nghe câu này không? Người đẹp nhờ lụa, có nghĩa là nó xấu quá à, như mình thấy phim đại hàng đó, nó có tại sao phim đại hàng các y phục trong đó mà được xem là chuẩn mà để tuổi trẻ Việt Nam bắt chước, bởi vì mình phải ý để ý cái này, giàu là cái vai nhà nghèo đi nữa ăn vừa vặn, dạ mi bách ba hoa lắm. Còn cái anh Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, một khi anh đã nghèo rồi đã mặc diễn mặt trong phim ấy, nhưng mà đại hàng thì không, đại hàng là luôn luôn nói về trung kinh là luôn luôn cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Đại hàng mà đã là lên phim rồi đó thì ăn mặc rất là chuẩn. Một cái cô bồi bàn á thì cái áo quần nó cổ dầu có vá, dầu có rách, dầu có cũ, dầu có dơ thì ít gì nó cũng là rất là vừa vặn, có đo đạc đàng hoàng, phải nhìn nhận cái đó. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là áo quần mà nó ok thì con người nó cũng được, nó cũng được. Cho nên nhờ người đẹp nhờ lụa, mà từ cái câu này nó mới dẫn đến cái chuyện là cái câu này nó dẫn được đi từ cái chuyện là nhiều khi người ta sống nặng về hình thức, nặng về hình thức là vậy đó. Cho nên cho áo quần nó cũng là một trong những cách mà cho nhan sắc. Ở đây mình chỉ nói một cách thôi, chứ còn nãy tôi có nói rồi, để có nhan sắc thì nó nhiều lắm, nó tới 1 tỷ là 1 tỷ cách. Rồi tiếp theo nữa là cho xe cộ, cho cái phương tiện đi lại, nó là cho sự an lạc. Thì các vị biết rồi, mình có học Phật pháp mình biết để được an lạc nó có tới 1 tỷ này, nó tới 1 tỷ cách. Nhưng mà trong trường hợp này thôi, trong trường hợp này thôi, trong trường hợp này thì người nói cái gì mà nó vừa ý với người đó để cho họ hiểu, cho họ quan nghĩ trong cái điều kiện mà người đó có thể thực hiện được. Và trong đây có nói một câu cũng vui, Nathiyanan Samanasakapati. Đối với người đời mình còn xe, đây mình nói từ ngày xưa nha, chứ ngày nay thì quý vị cho tôi chiếc Lexus là chiếc Mercedes điện tôi lấy liền nha, để cả Rolls Royce các vị đưa là tôi không có từ chối nha. Nhưng mà nói từ thời xưa thôi, thì cái sa môn ngày xưa thôi, hôm nay có nói là Nathiyanan Samanasakapati, cho là cho người đời thì xe cộ ok, mà đối với sa môn thì hấp thứ gia năng là cho voi, nó ắt thứ gia năng là ngựa, dê xe, rắp thì nó giả tung thì không có được, mà đối với sa môn là cho giày dép, cho giày dép, upana, tức là cho sa môn thì không có cho xe được, ngày xưa đó không có cho bò, không có cho xe ngựa, xe không có cho voi, không cho xe, không cho ngựa, không cho voi, mà đối với xe một chỉ cho giày dép. Còn hôm nay thì phải nói thiệt là mấy ông sư ở Mỹ mình cho mà không giày dép mà cũng cho xe buồn lắm. Ok, cho nên là nói cho trong kinh đó là cho mà giúp người ta phương tiện đi lại, đó là cho là sự an vui. Là các vị biết rồi, muốn có sự an lạc thì nó có nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái phước khác nhau, chứ không phải chỉ có một cách. Nhưng mà vì ở đây trong trường hợp này Đức Thế Tôn ngài chỉ nói đến chiếc cái phương tiện đi lại thôi, da nó là xe ha, da nó là xe, nhưng mà nó cũng có nghĩa là phương tiện đi lại nói chung. Đi mình thấy cái chữ thừa, tiếng Việt tiếng Hán có chữ thừa là chữ thẳng á, thừa hay là thẳng, nó có nghĩa là phương tiện đi lại. Thí dụ như là đại người ta bà la môn giáo nó kêu Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa, bên bà la môn kêu là tiểu thừa, mà bây giờ Việt Nam nên đi tạo cũng xài hi đó, gian đó là tiểu thừa, tức là xe gì, tức là xe bốn bánh, tức là xe con, hay là tiếng Việt Nam nó kêu là xe hộp, là xe tiểu thừa đó. Còn xe đại thừa tức là Mahayana đó, Mahayana
nó già nát, tức là gì, là xe tải đấy. Rồi cái xe 18 bánh đại thừa, tức là xe tải là 18 bánh, còn tiểu thừa tức là xe con, xe hợp, xe du lịch. Ok, cho nên nó lại đây chúng ta thấy theo cái trong kinh đó ngày xưa đó là theo trong luật đó, thì tỳ kheo vô bệnh không mang giày dép nha. Tỳ kheo vô bệnh thì không mang giày dép theo luật ấy. Nhưng mà mình ngày nay thì nó rất là khó. Thí dụ như cái ông sư mở các xứ châu Á như là Thái, Miên, Tích, Miến, Việt, Lào, thì đắp y vai trái là để một cái tay trần, tay phải là để trần trụi ra bên ngoài. Nhưng mà ở xứ Âu Mỹ mà mặc như vậy con nó kỳ, bởi vì so với cái văn hóa bên đây nó như vậy là một cái chuyện rất là, phải nói là nó hơi khiếm nhã trong cái nhìn của người khác. Cho nên buộc là tự nhiên các vị nên phải mặc như vậy. Và có thể là cái vị đầu tiên mà tiếp nhận cái nền văn hóa Âu Mỹ một cách tới nơi tới chốn, và đã phát minh ra cái áo tay dài để che tay, đó chính là ngài Vampola Rahula. Vị này là có cái bằng tiến sĩ ở Đại học Pháp, ở Đại học Pháp, và tác giả của cái quyển mà là Phật dạy đó, là nổi tiếng, rất là nổi tiếng thế giới, nổi tiếng ngang với cái quyển mình Đức Phật Phật Pháp của ngài Navada. Và cái vị Vampola Rahula này nó ngài có nhiều công trình lớn, đặc biệt trong cái bộ gọi là cái bộ Encyclopedia Britannica, cái bộ bách khoa toàn thư của Anh đó. Và người ta thì người ta có mời ngài viết một cái mục từ cái chữ Phật, cái chữ Phật giáo trong từ điển. Thì các vị nghe này, các vị coi thường, các vị thấy rằng là cái đó có gì đâu mà ghi gớm. Nhưng mà phải nói, nếu mà các vị biết, các vị sẽ có thể giật mình là trong cái bộ từ điển đó, tại sao người ta phải đi tìm, nó tìm một cái người đó để người ta giao chuyên trách một chữ trong đó thôi, đó là cái chữ đạo Phật, định nghĩa một cái chữ đạo Phật. Chứ còn mình thấy Việt Nam mình rất là thoải mái trong chuyện đó. Chẳng hạn như là có một ông giáo sư Bửu Kế nha, ông có viết một cái quyển từ điển, ông có làm một cái bộ từ điển Phật học, ông có làm từ điển, tôi quên, từ điển Phật học hay là từ điển bách khoa, tôi quên rồi. Mà ông để ra định nghĩa cái chữ tam muội á, tam muội là ba thứ làm ta mê muội, tức tham sân si. Các vị nghe như vậy các vị có chịu nổi hay không? Đó, mà tam muội ta là samadhi hả, mà ông nghĩ như thế nào mà ông đồng đoạn mà ông viết như vậy, mà các vị không có tin đó. Các vị làm ơn tìm giùm tôi đi, tại vì cái Bửu Kế này không có nhiều Việt Nam á, kiếm mình tôi ông Bửu Kế mà từ điển mà quyển dày lắm, nó dày đến mức mà tôi nhớ là tận một gang tay ấy. Mà tôi nhắc lại Bửu Kế này không có nhiều, chỉ một cha này thôi, từ điển kiếm được từ điển mà tôi quên mất, tiếng Phật học hay là từ điển Hán Việt gì đó, mà cái Bửu Kế định định nghĩa như vậy đó. Tam muội là ba thứ làm cho ta mê muội, tức tham sân si. Thì Việt Nam là rất thoải mái nha, mà còn cái này mình có viết cho toàn cầu đọc mà. Điều với đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chính cái vị này này, ngài Vampola Rahula này, ngài làm một cái chuyện rất là độc đáo, đó là ngài đã đi Dhamma, ngài là cái người mà đã dịch cái lần đầu tiên dịch cái quyển là A Thì Đàm Tập Luận Abhidhamma Samuchaya từ tiếng Sanskrit qua tiếng Pháp, và cái bộ này bây giờ đã định dịch cho tiếng Anh rồi. Cái bộ này là một trong những tài liệu tham cứu về A Thì Đàm của Hữu Bộ, rất là xuất sắc. Tức là nó tính theo cái số trang thì nhỏ ấy, nhưng mà nếu mà cái vị trí thì tương đương với A Thì Đàm Câu Xá.
tương đương một câu xá, tương đương một câu xá, hay là nếu mà tính quy mô thì là như là tỳ bà sa, tỳ bà sa, hay là phát trí luận, đây là những bộ có bắt buộc mình phải biết. Tôi mong rằng thông qua cái lớp học này, tôi gửi đến bà con một số cái mà tôi được nói mà tôi biết là thông tin, nhưng mà nói cho nó hơi nói là thấy ghét một chút, đó là những cái kiến thức mà tôi biết bách khoa bà con bắt buộc phải biết nếu mà muốn nghiên cứu Phật pháp cho tới nơi. Mình nói là muốn học, mình muốn học từ ở Địa Đà, mà mình cứ làm mà mình mấy cuốn mình thường mới nghe lắm nha. Đó là mấy cái bộ như là ngoài những bộ tôi giới thiệu thì có ba bộ quan trọng, đó là bộ Câu Xá, bộ Phát Trí Luận và bộ Tỳ Bà Sa. Đây là ba cái bộ mà tôi cho là nếu mà mình dưới 40 tuổi, chứ còn mình trên 50 thì già quá rồi. Mà nếu dưới 40 tuổi thì làm ơn, nếu mình dịch được thì dịch, còn không có làm ơn dành giờ mà đọc. Mà các vị biết bữa nay trời hại thì làm sao, trời mưa nó lạnh vô cùng, mà có một con mũi nó chích ngứa vô cùng. Như vậy là tôi nhắc lại nha, tôi nhắc lại về kinh này là như vậy đó. Về kinh này là mình hỏi Thế Tôn cho gì, cho bố thí gì gọi là bố thí sức mạnh, bố thí gì là bố thí nhan sắc, vân vân, thì ngài đã giải thích rồi. Và cái cuối cùng đó, cái cuối cùng mới là ngài nói ra bà ly là mục tiêu này. Upasayan, ngài xài cái chữ Upasayan. Upasayan đó là chỗ ở, làm ơn nhớ dùm ghi dùm câu này nha. Chỗ ở hay là trú xứ, hay là chỗ náo thân, chỗ náo thân. Upasayan thì cái này là tôi thấy đây là một người ý rất là đặc biệt của Đức Phật, một người ý rất là đặc biệt cho cái chỗ ở đó, tức là cho tất cả. Bởi vì tôi ví dụ nha, tại sao mà người ta đổ dồn vào Sài Gòn người ta ở, tại sao người ta đổ dồn vào những phố lớn người ta ở như bên Trung Quốc đó? Đất cũng rộng, Trung Quốc đất nó rất là rộng. Vậy mà tại sao Bắc Kinh, Thượng Hải luôn luôn gọi là ở bị cái mức cái mật độ dân số luôn có mức kỷ lục, là bởi vì ở được cái chỗ đó, đi học, học đi học trường lớn, đi làm thì lương cao và có nhiều điều kiện để mình theo đuổi những cái giấc mộng đời lắm. Cái gì muốn làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, cái gì đi nữa thì ở những phố lớn có nhiều điều kiện lắm. Cho nên có nhiều khi mình chỉ cần mình cho mình một cái chỗ ở như ý, có nghĩa là mình cho người ta đủ thứ khách. Và Sài Gòn mình nó cũng vậy, miền Tây cũng đổ lên, rồi miền Trung, miền Bắc cũng đổ vào. Là vì sao? Là vì mình thấy ở Sài Gòn nó là một cái chỗ mà mình không dám nói là thiên đường, mình là đất nước, nhưng mà ít ra so với những chỗ khác ở trong nước thì nó là cái chỗ mình ta có nhiều cơ hội. Cho nên thà sống chơn chút ở Sài Gòn nhưng còn hơn là sống trẻ mới ở nông thôn, mà cả chủ đề thì cũng một người trẻ chủ đề nó không có hy vọng lắm. Tôi nói nghe giống như lạc đề, nhưng mà tôi nói cái gì tôi nói là nhiều khi chỉ cần một chỗ ở như ý thôi, người ta có điều kiện để làm được rất là nhiều việc nha. Mà phải rất là trải qua bao nhiêu năm nhà lưu lạc xuống người, thì cho đến hiện tại đó, hiện giờ thì tôi vẫn chưa có một chỗ mà để gọi là an cư cho nó lạc nghiệp. Là vì sao? Vì nó cũng biết yên. Cho nên hơn ngày hết ngay lúc này thì tôi thấm thía cái câu là cho tôi ở là cho tất cả. Đi mà nói, nhưng mà cái câu cuối cùng như vậy, câu cuối cùng như vậy, cũng như là cái thật sau khi mà người nói mấy cái câu đầu giống như mấy câu rao thôi, mấy câu đầu mấy câu rao giống như là gió đưa buổi chiều sau hè, câu đó câu ra mấy câu thứ hai, hay là âm mê vợ bé mà bỏ bò con thơ, hoặc là ví dụ gắn cái bên cầu tê lại tập mình có đi cái câu đó là cái câu thường, mấy câu thứ hai đi lên câu thứ ba đi lên khó đi, mẹ dắt con đi, cũng đi trường học, mẹ đi trường đời, ở đây cũng vậy. Mấy câu đầu á mà mấy câu mình là mình câu dạo, mấy câu gì câu dạo đầu họ thì không biết gì đâu hết. Bố thí thực phẩm là bố thí sức mạnh, bố thí y phục là bố thí nhan sắc, bố thí phương tiện đi lại là bố thí niềm hạnh phúc, rồi bố thí nhà cửa, bố thí chỗ ở là bố thí tất cả. Nhưng cái cuối cùng là thăm mang anusa sati, có nghĩa là bố thí pháp. Anusa sati là dạy, anusa sati
là giảng dạy, là hướng dẫn. Tâm Anusa thì tiếng như là giảng pháp cho người khác, được xem là ban bố cái sự trường sanh bất tử cho họ. Bởi vì không có nghe được chánh pháp thì người ta mù mờ. Anusa sẽ tiếng là giảng dạy chánh pháp. Đấy, thì cho cái gì? Amatanda đồ là mình ban bố hay là chia sẻ. Sao biết tôi không biết Phật pháp, và càng hiểu Phật pháp mình có thể rằng là cái ơn của Phật đối với Đức Phật đối với chúng sinh, cái ơn nó lớn vô cùng. Và tôi đã nói một điều rất là quan trọng ở đây, đó là mình càng học Phật pháp mình sẽ hiểu được nhiều hơn. Và chưa hết, mình hiểu ngày đấy để cái gì, để mình biết được con đường mình phải đi. Không có gì kinh hoàng cho bằng một ngày nào đó mà mình nhìn lên trời cao thâm trầm, mình có biết bên ngoài nó đã đến thì nó còn cái gì nữa, và đi về đâu, mình là ai, mình ở đâu tới, và mình bây giờ mình phải làm gì. Tôi biết có rất là nhiều người họ coi chuyện bình thường, nó ôi người ta sống với ai bận tâm đến cái chuyện người mang ở đâu. Nhưng mà tôi biết có rất là nhiều người họ là như vậy, rất là khổ tâm, nhiều họ không biết họ ở đâu họ tới, họ sẽ đi về đâu, họ thật sự họ làm cái gì trong cuộc đời này, mà tại sao có kẻ thì kẻ ăn không hết thì người làm không ra, làm sao, tại sao cái đời này có nhiều quá nhiều cái bất công, tại sao và tại sao. Mình chỉ có Phật pháp mới cho mình những câu trả lời. Và Phật pháp ở đâu ra? Là từ Đức Phật ra. Đức Phật thì giải đồng tên đời này có ba ảnh người mà rất là khó tìm. Một là bị chánh đánh giác, hai là cái người thuyết giảng pháp của bị chánh đánh giác, và ba là cái người tri ân báo ân. Ba hệ người khó tìm ở đời. Một là Phật, một là Phật thế, hai là người thuyết pháp, và ba là người trí ân. Có chuyện này có phải không tin không? Tại sao cái người trí ân khó, cái người trí ân là khó? Mà thật ra nếu mình có một chút tuổi đời, có chút gia cảm mình đã biết cái này khó thiệt ạ, cái này khó thiệt ạ, nó kỳ lắm. 10 năm đây, tháng nào tôi ví dụ tháng nào tôi cũng gửi cái thằng tàu 500 đồng, 10 năm thôi, 10 năm nay mỗi tháng tôi gửi cho nó 500 đồng, một tháng gửi lên 500 đồng, mà gửi suốt 10 năm như vậy. Đến năm thứ 11 mà tôi nói với nó bây giờ tôi không còn cái khả năng đó nữa, tôi ngưng. Thì theo tôi được biết ở tuổi này, tôi sống đến tuổi này, theo tôi được biết thì 95% trường hợp khi mà người ta nghe nói như vậy là bắt đầu người ta giận, bắt đầu người ta buồn, người ta biết người ta làm gì, mà bây giờ mình tìm cách mình từ chối không giúp nữa. Còn hai là người ta giận, người ta tìm cái cớ để có khi người ta giận mình, tại vì là thật bây giờ là mình đã có một cái thằng khác dễ thương hơn. Có như 10 năm qua đó, một tháng $500 đó, mà 10 năm như vậy nó đi theo là nước tan lắm. Cái chỉ đầu tiên là phải dẫn mình thôi, mà dẫn mình tại sao không tiếp tục giúp mọi người. Mà tôi biết rất nhiều người không có chấp nhận cái gì, có người sẽ hỏi ai mà tại ơn người sinh thay thế, thì theo tôi biết 95% là như vậy. Cứ tốt đi, cứ tốt đi người ta, đừng có cái lòng mong đợi. Chứ nếu mình có cái lòng trong đợi người ta hồi báo đó là chỉ phát động thôi, vì bản chất đời sống nó tàn bạo, nó khốc liệt, nó dễ dàng như vậy thôi. Giúp nhiều lắm mà đến năm thứ 11 vì lý do nào đó mình không giúp nữa là cái ơn nó bị phủ liền.
chỉ lý do để người ta quên đâu, chứ đừng cái hình như cái lý do nghĩ phải nhớ không, nó yếu, nó mỏng, nó ít lắm, ít lắm. Mà cái lý do để người ta quên đâu nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều lắm. Mà tại là tôi cũng hơi không có mấy, tôi sợ tôi ghét cho nó nặng nó thật sự tôi rất ghét. Nhiều người là họ lạ là con trốn, họ sợ sự thật, họ nghe mấy này họ trốn thẳng này, không biết họ trốn để họ chứng tỏ họ tốt hay là vì họ quá thôi đi, không có đâu, tôi mang tệ gì, không mang tệ gì. Tôi đâu phải là cái người dân mà người đó, tôi phải là người lăn lóc chạy đời đâu, nhưng mà với tỷ thì tôi đã thấy những chuyện đó. Tìm được cái người tôi đi ăn nó khó vô cùng. Bây giờ các vị bệnh nằm liệt, bây giờ ba má như bị nằm liệt nhiều tôi là sư giác nguyên này, tôi nuôi 15-18 năm hả? Cơm nước hầu hạ dọn dẹp đồ dơ quế bất tịnh hơn, quý vị cảm ơn giám trợ sư giúp má con giúp ba con, chứ thử cái bác thương tư mà tôi lăn đùng ra tôi bệnh, quý vị như lo không được một tháng thì nó gớm chết luôn. Hoặc còn không phải ba má quý vị mà tôi lo cho quý vị đó nha, tôi lo cho quý vị mỗi sẽ là mình nó bệnh viện một mình một thân, tôi chắc dưới sàn bệnh viện như gớm nằm sát cái mô ống nhỏ đó, tôi nằm tôi như quý vị 9-8 năm đó nha, tâm tử hôi thối biết bao nhiêu. Vậy chứ tôi nuôi 9 tháng xong rồi mà tôi để giờ chỉ cần tôi nói một cái con gì đó mà làm cho quý vị chạm tự ái đó, thì 9 tháng nó có còn hay không. Làm ơn tự hỏi lòng mình, tôi không cần quý vị trả lời cho tôi nha. Làm ơn chẳng hạn bây giờ anh Trung Trung mà tôi xin phép quý vị, tôi nói một con nhỏ nhỏ nó hay lạc đề mà tôi không thể không nói, đó là thượng tọa Thích Hoằng Pháp đó của tôi, hơn cả cha nữa. Nó có cái lạ là thượng tọa có 5 người cháu, có cái lạ là cái người nữ chung một người với thượng tọa nhiều nhất tức là tôi, từ năm 77 ở Phú Lâm cũng ngủ chung một giường, rồi về rừng cũng ở trong Bình Sơn cũng ở ngủ chung một giường. Mà lạ tại sao tôi người cháu đi nhất ngủ thượng tọa nhiều nhất, rồi thượng tọa đi đâu vẫn đang đi thôi. Mà có thể tôi đi ra cũng đến lúc còn 15 năm trời tôi chưa gọi được một lần, chứ phải là con ngon, nhưng mà thời gian trước lại khó, mình dựa vào cái khó mình không gọi. Rồi về sau này đó mình nghĩ là bây giờ mình không có gì đứng ta hết, mình không giúp được gì cho trong nước hết, rồi mình kêu về đó mình khoe chuyện vui thì có gì để khoe, mà nếu có thì đâu lớn mình, còn nếu kể chuyện buồn thì buồn mình cũng đủ rồi, sao đi trút cái buồn cho người khác. Cứ nghĩ như vậy rồi thì từ sư cậu cho đến người quen cũng không kêu ăn, tức là khoe chuyện tốt thì có gì khoe, mà nếu có cái để khoe thì đối địch quá, vô duyên quá. Còn nếu đem kể chuyện xấu để mà đố khổ để mà tả oán thì càng vô duyên hơn nữa. Thôi thì im lặng vậy, mà từ từ nó quên mất. Bao nhiêu cái ân tình ngày xưa từ từ nó tan, mà mình không phải là cái người mà tâm cha chém chú công ơn đội nghĩa mà mình nói như vậy thì thử hỏi thiên hạ còn là bao nhiêu. Khi về thăm sư trụ bị bệnh, chúng đầu khi mình đưa ra đi sư thử tranh thủ về thăm, chúng đâu không cần việc nữa. Đúng rồi, cứ đi ra thì đúng cửa mà con đi được nghe nhẹ nghe bốn mấy tuổi không khóc, mà đúng là đúng là ngoài cái bệnh viện muốn trở vô lần nữa, bởi vì không biết còn gì trở lại nữa hay không. Nhưng mà nghĩ bây giờ vô rồi thì sao, tấm gương thiên lý chung nhất hữu tiền tỷ người ngàn dặm mà chỉ có lúc chia tay. Thôi thì đi vậy, thôi thì đi mà lòng yên. Thì tôi đem cái chuyện riêng của tôi muốn nói ra đây là sao, may là tôi biết Phật pháp mà tôi còn là như vậy, còn bạc lần như vậy thì thử hỏi không biết Phật pháp mình còn bạc cái nào nữa. Mà tại sao ba cái hạn khó tìm tôi tập trung đến người thứ ba là bởi vì tại vì ai cũng thấy hai hạn rất là khó, hạn thứ ba thì cũng có thấy không, thật ra thứ ba là hạn rất là khó tìm. Rồi bây giờ tôi nói cái hạn thứ hai, hạn người đối pháp. Đối pháp ở đây không có nghĩa là sắp một bài kinh nào đó ra giảng như người ta, mà cái quan trọng nhất đó là có giảng đúng ý kinh hay không, có giảng vì cái lòng từ hay không, có giảng vì mục đích danh lợi hay không, có giảng là vì nghĩa lợi của người nghe hay không, đó mới gọi là người đối pháp. Chứ nó pháp là đã bài, nó pháp là đúng vật đúng ra một cái máy cassette thì nó không phải là người đối pháp. Mà người đối pháp phải là người có thâm thiết, có tiêu hóa và đem chia sẻ đó bằng tấm lòng của một người đối pháp, thì đó mình mới gọi là người thuyết pháp. Chứ tôi nhắc lại, người thuyết pháp không phải là cái máy cassette thâu được pháp. Rồi cái thứ ba, tức là cái hạng thứ nhất, tức là Phật từ khỏi đó rồi. Phật là cái hạng người cái gì ngày cũng biết, ai ngày cũng thương và biết lần nào mà cũng có trong kinh đó. Cái đêm cuối cùng mà Đức Phật sắp niết bàn, tuy nhiên là về hậu Phật trong kinh đó
thấy gió trùng vuông, tức là mỗi một cảnh người trên dưới ngang dọc đông tây nam bắc người ra cho từng kính mít. Và Đức Phật nói rằng này anh em, đêm nay khi chúng về hầu Như Lai đêm cuối cùng lần cuối, bao nhiêu lúc mà trong 12 gia tuần này không thể lấy một cái mũi kim, mũi kim mà chọc xuống một chỗ nào mà không có chi chi. Bao nhiêu vậy là vì sao? Là vì bình thường họ lo họ đang chơi, nhưng mà khi mà họ biết là sắp đi họ đi nhớ một chuyện mà họ rung động người lên. Cái cơ hội duy nhất mà hiểu rằng mình hơn là mình đó chính là chính bản giác. Cái con người mà có thể cho mình biết mình đã làm gì, mình sẽ đi về đâu, ở đâu mình tới, cái con người đó là Đức Phật chính bản giác. Ấy vậy mà cái người đó đêm nay là lần cuối cùng có mặt trên đời này, sáng mai sớm vì đó sẽ không còn nữa, chỉ nghĩ gì đó thôi. Khi chúng người phương đổ về hậu Phật, đâu phải tại sao khó như vậy? Có ai mà thương những người khác đâu, vì nhiều lắm là mình trước mắt là thương mình, kế đó là thương bà con mình, thương lắm nhiều thương bà bạn bạn mình. Có ai mà thương được chúng sinh như là một vị Bồ Tát? Người ta lạc người đi giúp người ta giết mình để người ta đoạt mạng mà cũng không giận người ta, chỉ có Bồ Tát mới làm được cái đó. Phải không? Cái đại bi đại trí đại dụng mà đi chung với nhau, chỉ có đại trí mới có đại bi, mà khi có đại bi thì mới có đại dụng. Có thương chúng sinh đến một mức độ nào đó thì mới không sợ chúng sinh, không có giết chúng sinh. Đấy, cho nên đại bi đại trí đại dụng mình phải suốt nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, bất thối, bất thối không có giờ để không có thối chuyển mà làm một vị chánh đẳng cảnh giác được. Trong kinh nói có những kiếp ở đất chỉ có một vị Phật thôi, tiếng Pali gọi là Sa Cách Phật, là kiếp một vị Phật. Rồi cái kiếp hai vị Phật gọi là Manh Mạch Cách Phật, hai Phật. Có những kiếp ở đất có ba vị Phật thì gọi là Quá Đắc Cách Phật. Những kiếp mà có bốn vị Phật thì gọi là Sa Đắc Manh Mạch Cách Phật. Rồi cái kiếp năm vị Phật gọi là kiếp cái đất của mình ấy, gọi là hiền kiếp. Hiền kiếp nghĩa là năm vị Phật. Rồi cái kiếp mà không có Phật nào hết gọi là xung nhất cấp, không có Phật ra đời. Cái xa đó, cái xa đó là cốt lõi nha, cái xa đó là cốt lõi. Còn cái manh đá, cái chữ manh đá này tức là tinh túy, tinh túy. Còn cái quá đắt, cái quá đắt ở đây có nghĩa là excellent, cái quá đắt là excellent. Sẵn cho quý vị nhớ thì dùng chữ dùng vậy thôi. Cái chữ va, chữ va, chữ va, chữ va đó, excellent. Cái nhân manh đá này là anh nào chữ về chắc có chấm dưới nha, có chấm dưới thì nó có nghĩa là tinh túy. Còn nếu mà không có chấm dưới thì nó là chậm chạp, nó là stupid nha. Cái kẹt chữ đó, cái chữ manh đá, tôi nói có thể có nghe không? Cái chữ manh đá này có chấm dưới á, nó nghĩa là tinh túy. Nè, mình nói là con người manh đá là một con người người tinh túy, người tinh hoa đó, tinh hoa là đỉnh cao nhất rồi, nó là cái chấm dưới. Còn nếu mà không có chấm dưới thì nó thành ra là củ chuối, là âm lịch, là củ lòng, là chậm như rùa, là người độn cay. Chứ anh đó là người độn cay. Việt Nam vô là củ chuối, là âm lịch. Ok. Rồi. Còn cái xung nhân cấp là không có vị Phật. Mà trong kinh nói là trong năm cái trường, trong sáu trường hợp này là trường hợp không có Phật thì nhiều lắm. Sao cái trái đất này đó là một, sao trái đất này một e tăng kỳ đại kiếp không có
sa cái đất này là một áp ân kỳ đại kiếp, có nghĩa là 10 lũy 10 140, có nghĩa là 1 số 1 140 số 0, không có Phật nào ra đời hết. Có nghĩa là lúc được tha hồ sanh tử, lúc đó chỉ có Phật lập giác. Mà Phật lập giác thì các ngài thì sao? Các ngài là tự ngộ và không có độ ai giác ngộ hết. Gọi là Phật lập giác. Theo bên Đông Tông nói như vậy đó, tự ngộ nghĩa là tự mình giác ngộ, không có thầy nhưng cũng không có làm thầy với người khác. Thì lúc đó có, nhưng mà riêng chánh đẳng giác nghĩa là tự ngộ và có khả năng độ người đó thì không. Suốt một áp tăng trì, rồi sau một áp tăng trì đó là có một cái trái đất đầu tiên, tức là trái đất đầu tiên sau áp tăng trì đó là có hai vị Phật, hai vị là Ma Vương. Ma Vương bây giờ Ma Vương phá cái phần mình đó, và vua Dasenadi, vua Dasenadi đó. Lúc đó đó là hai vị mình đã thành chung một kiếp. Nhưng mà nghĩ gì có kiếp có sao, lúc đó là sao A Văn Kỳ nữa. Có nghĩa là bây giờ mình có hai cơ hội để mình đi nhanh. Cái cơ hội thứ nhất là 5.000 năm xá lợi gom lại thuyết pháp lần cuối. Cái cơ hội thứ hai là gặp Phật Di Lặc. Rồi có còn cơ hội thứ ba là có cơ hội thứ ba không? Chứng ngộ trong thời giáo pháp này. Có nghĩa là bây giờ đi ráng làm thiền mà kiếm được cái sơ quả đó, mà cái cơ hội này thì không biết được bao nhiêu phần trăm, mình chỉ có bây giờ ráng có một cái sơ quả đó vào lúc này thôi. Nó chỉ có ba cơ hội, tức là một là 5.000 năm, còn nghe này cái gặp cái thằng Di Lặc là cái hội thứ ba đó, là mình phải bỏ lực tưởng mình mà trước khi mình mà giáo pháp mất mình có được cái sơ gạo ha. Chứ còn ngoài ra là giáo pháp cái trái đất mình hoại rồi đó, mà nó hình thành trái đất khác đó, là suốt một a tấn kỳ như vậy đó, hoàn toàn vẫn tâm vẫn nhất, không có một vị nào hết. Còn cái câu mà nói rằng cái giới của lương pháp bệnh không có bất chính đạo, phải nói là chỉ có bị cái đẳng giác thôi nha, chỉ có bị cái đẳng giác. Cái câu này mình chỉ nhanh mới tiếp cái câu này, nhưng mà nhớ kỹ là chỉ có bị cái đẳng giác nó có khả năng đó, tức là tự mình tìm ra cái con đường bất đạo để đi và có thể dạy cho người bất đáng đạo mà cho người khác. Còn cái việc trình đạo giác đó, tìm ra con đường này nhưng mà cho riêng mình thôi chứ không có khả năng mà trình đạo cho người khác. Cái đừng có tưởng mà thấy cái câu kinh này là ham rồi tưởng mình chắc là không có cho đánh giá ra đời, rồi cái mình cũng tìm để mình tìm tự mình tìm nó đánh đạo đánh đáp nếu như thì còn gì đó, mà nếu mà tự mình tìm ra thì mình đã là đạo giác rồi. Nhưng mà các vị làm ơn nhớ những cái này, cái cơ hội cái chuyện mình nên mình trình bày cái điều mình hiểu cho người khác khó chứ không dễ. Ma này có kinh điển ron mà tại cái căn tâm mỗi người nó khác nhau, cho nên mình nhìn mình biết cái người này là mình phải nói gì cho mà đắt, cho nên phải dễ nha. Rồi cho tôi xin luôn cái gì đấy à, quên hồi nãy có một cái mà tôi chưa nói. Tại sao cái người thuyết pháp là người khó có, là bởi vì cái người nó phải chỉ có trong cái thời Phật ra đời mà thôi nha. Tức là ba hai người khó gặp, một là cái người tri ân, còn cái thứ hai là cái người mà thuyết pháp. Mà cái người này khó là bởi vì họ phải thuyết bằng cái tâm tư của một cái người lợi tha. Và thứ hai là cái hạng này chỉ có khi mà Phật chánh đẳng giác ra đời thôi. Rồi bây giờ cho tôi xin cái bài tiếp theo rồi là mình nghỉ luôn.